Cái gì quanh đây nhỉ? Cây ba mù được không? Nhân vật cũng được nhá. Nhân vật luôn này. Nhân vật cũng được. Tí nữa. Quick. Ok. Ok. Cái này. Anh biết con dấu hay không vậy? Con dấu anh ơi. Con dấu cách mà. Ủa kìa. Ui, mày đi nào. Cái này khỏe như thế nào nhờ? Trời ơi. Khỏe như thế nào vậy? Quá thế. Ui. Khó thế. Em không biết thằng nào mà em cho quả chủ đề đúng em luôn ạ. Thế em vẽ tự vẽ em mà. Đúng. Chủ đề này. Thầy không nói lộ thế thầy. Thầy nói lộ thế. Thầy. Không khéo. Không khéo. Thôi. Mày ăn mua béo rồi. À mày thằng nào? Gì nữa vậy? Thằng nào lại còn lờ đờ lẫn lộn thế này, tao đến chịu chúng mày. Mua anh em thề. Cái gì nữa? Mày lâu lắm mới trổ tài hồi họa. Thầy uống nếp nha, mày em đang ngủ đừng nhắc tới bả nhé. Ui. Đây, đây. Quá thế nhỉ. Đây. Bu vẽ đẹp lên nha thằng Bu nha. Ai cho cái chủ đề ác thì yên tâm. Yên tâm. Trời ơi. Ôi trời. Xúc sắc mẹ luôn đi chứ. Sắc mẹ luôn à? Xúc sắc mẹ luôn à. Trông có vẻ cũng giống giống rồi đấy. Khó thế nhỉ. Khó thế. Khó đấy. Em nhá. Dễ hiểu lắm luôn rồi đấy. Nhìn lên nào cái chứng minh ơi. À, yêu quá chủ đề ơi, hát thiệt. Khó quá. Ông ngồi táp cái cam liên tục luôn này. Ok là. Ui, địch thật. Ờ, cái này không có thời gian à? Có mà. Nút bắt đâu người ta. Ai gọi nhỉ? Hello. Can you hear me? Anh Huy mặt nghiêm túc thế nhỉ? Nhập học nào Huy ơi. Nhập học nào. Tưởng bé tôi cười luôn. Rồi. Lời cảnh tỉnh. Lâu thế nhờ. Đây. Ai cho chủ đề cái gì đấy? Ui. Gì đây? Cái gì đấy? Cái gì vậy? Đây nhân vật à? Quá lộn. À cái này nhạy cảm ấy. Chú nhìn phát hình. Chú chắc nghĩa hình của mình đấy. Nhìn phát hiểu luôn chú ơi. Ui thề xem con đéo nhớ được luôn ấy. Phải nhìn nhìn trong cam là biết mà thầy. Ờ. Tôi phải lại. Quá thật đấy. Tao. Dễ. Đâu. Mà vẽ cái này như thế nào? Đéo nào nhở? Khó thế. Ai? Thế thằng nào? Nhận. Mẹ ông thằng nào vẽ xấu thế nhở? Em vẽ giống hết. Tranh trước luôn. Khó quá. Có quá. Xong này. Y chang mặt chính. Y chang luôn này. Xong nhá, xong nhá. Biết luôn này. Xong luôn này. Quá đẹp luôn này. Mày nhớ dễ hai cái dây màu xanh nha Tấu. Nhưng không phải mày ạ. Ờ thế à, thì không phải. Nào không nhắc bài. Ở hang ừ nhờ
ăn gì ngon đấy chú ơi? Nghe quả chủ đề vãi phải. Linh ạ. Nó chín miếng chú. Ai há mồm ra. À. Bỏ vã. Thú thật đấy nhỉ. À ta, này, nhìn ta, nhìn này, nhìn nhá. Này. À. Ừ. Trong nhà vào trong nhà cho. Ui, cái gì đây? Trời ơi. Ai vẽ đẹp mà xấu thế nhở? Hình như nó chỉ là cái đấy thôi, nhưng mà sao cái đẹp vậy? Là cái gì nhở? Ôi, cái gì? Khó thế nhở? Ừ đó. Ok. Anh nhạy cảm ấy. Ừ, có cái nhạy cảm lắm ấy. 18 cộng à? Cảm ấy. Không, mọi người phải gặp mọi người mới biết. Ừ, như nào bây giờ nhờ? Sao? Nó là như thế đấy nhím ạ. Quên mẹ hình nào. Anh quên đúng hình rồi. Sao tối lắm. Em dễ theo chứ em không biết gì hết nha. Sorry mọi người. Không biết gì hết nha. Sao tôi thiệt anh. Ok hết. Sai. Địt mẹ à, mày 10 điểm. Ok. Ừ, dễ. Ờ đi. Ôi giời ơi. Thôi, là đủ hiểu rồi. Quá lồn thật. Khó thật sự. Nhiều khi vẽ xong mình tự cười. Xấu quá luôn. Ê, chịu anh Tú ạ. Ảo thật đấy. Thế lại có nhỉ. Con vẽ hết giờ rồi á. Đâu. Bù giờ. Trời ơi, cái này cái gì luôn. Ủa, trò này vừa chơi vừa lướt Facebook được mọi người ạ. Đi dữ rồi. Ồ, thế nhờ. Thời gian. Vẽ của Tâm nào, vẽ của Tâm nào. Lướt gì. Lướt Facebook này. Tôi vẽ có Tâm vãi trưởng à. Thằng bồ rồi. Rồi, xong rồi nhá, tôi xong rồi nhá. Học luôn rồi nhá. Thầy vẽ yên. Yếu luôn ấy. Ủa? Đi đây. Ủa? Tất cả phát này hơi nhạy cảm nha. Ủa? Đúng rồi, cái này cái gì? Ủa, cái này vừa vẽ xong rồi mà nhở? Ờ, đây cái gì ta? Cái gì nhở? Đúng rồi, mình nghĩ. Thì bạn quên mẹ luôn như nào á. Mình phải dễ đi chen được. Nào ta? Ừ. Ôi. Này sao nhỉ? Này đúng nhỉ? Phải như này không nhỉ? Yếu hiểu thề mẹ. Xong nha. Em xong rồi. Xong nha. Chắc đúng đấy. Ơ kìa. Thầy cái này em biết ai vẽ luôn ấy. Thầy u nếp này. Như là không thầy chứ không lấy con. Rắn rời vẽ rồi. Chơi quả nhân vật khó đấy. Đẹp trời các chiến binh ơi. Giờ ăn đêm rồi, lẩu thái có rồi. Lẩu thái.
Bỏ thế. Mà thế nhìn mà toát hết cả mồ hôi ạ. Xong chưa còn ai dạy? Lỗi mọi người. Cái gì đây? Cái gì đây? Hình với cả hiếc. Ôi ôi. Bài cả Linh á. Xong rồi. Má, nhức đầu quá. Bắp mì tôm lại bắp vậy à? Vẽ như thế nào nhỉ? Này hợp lý quá nhỉ? Này phải có một cái khuôn vẽ sẵn. Lại vậy. Biết cái gì. Không rồi á, đúng rồi á. Ok hả? Hình này vẽ ta. Có nhiều hình đéo đoán được, đéo đoán được cái gì cho nên đéo phép lại được ý. Ừ. Đẹp. Dạ. Đỉnh. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn này. Xong nhá. Xong luôn. Xong nha. Ui sao hết giờ rồi á? Ừ. Xong. Đồ mau nhanh còn kịp. Hết rồi, không kịp thời gian rồi. Để biết cái gì? Nó cũng đổ kịp rồi. Khó thế nhỉ? Khó vẽ thế nhỉ? Thế. Hiếu cười. Uầy, gì đây? Ôi, lại à... Cái cà lồng mày vẽ cái gì đây? Uầy, cái đéo gì đây? Cái gì đây? 18 cộng à? Vãi lồng. Ôi, ai mẹ đẹp thế nhờ. Quá lồn dễ. À sao ta quên rồi. Chịu mẹ luôn đấy. Phản luôn. hò quá. Chưa tới cái gì bậy bạ của anh em cười ta. Tò mò quá. Vãi lồn ơi. Dễ cái này ác. Cái chủ đề ác thế nhờ. Đéo thể giống được hơn rồi. Đúng là nó như này đúng không? Yếu nào nhỉ? Chứ hiểu thế. Ông anh ơi. Ông nhá. Tông luôn này. Xong. Thật dở ơi. Cứ bị buồn cười ấy mọi người ạ. Ừ. Vậy ý thế là bản gì? Xong này. Còn sao anh trai nào nhỉ? Anh trai nào vẽ chưa ông... xong ấy nhỉ? Đây đây, em xong rồi. Xong rồi.
Tính ra thấy mình vẽ đẹp phết chứ. Tài năng hội họa. Thấy em dễ xấu với liền. Anh thấy vẽ xấu quá luôn đấy. Không nhìn có vẻ đam mê vẽ thế nhở? Há hốc mồm thế. Anh ạ, nhiều chuyện không phải có khó. Có 5 người chưa xong kìa. Ủa cái gì đấy? Ôi, cái gì đây? Ủa sao vẽ lại liên tục đấy đấy? Sự nhạy cảm đấy. Chắc mà không ai tự trùng nhau. Ê, sao mọi người lại nghĩ đến cái từ này để điền vào nhỏ? Ờ, cái từ đấy tôi biết không? Cái từ gì đó Bông Nguyên à? Mà vẽ lại đấy. Tôi nghĩ chắc là thầy. Nó hình gì luôn. Tại y hệt vậy. Giống nhau thế nhỉ? Em đúng chưa nhỉ? Ôi, ô. Mọi người có vừa bị disconnect không? Không. Không ạ. Ui, sản đầu tiên luôn này. Hợp lý này. Không nha. Nó phải là con này không nhỉ? Cái ông nhỉ? Con này không nhỉ? Không có người vẽ chăm chú ạ. Thôi tập trung lắm luôn rồi. Ừ. Tôi cũng nghĩ là đúng đấy. Không lệch đi đâu được. Ồ, con gì? Ông à. Xong nha. Xong. 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 Em vẽ hơi xấu ấy, mọi người thông cảm nhé. Sao ở đây ai cũng dễ xấu. Có ai vẽ ở cái gì ấy, đẹp cục anh ạ. Anh là chú rồi. Anh nghĩ là chú chip. Chắc chú chip rồi. Ai đó rồi. Chắc chú rồi. Chắc chú rồi. Sao nhiều từ bị lặp lại thế nhỉ? Tại chúng mày chọn giống nhau từ đầu ấy. Ôi cái đéo như trứng rán cần mơ bắp cần bơ à. Ai đéo nhỉ? Ai cả bưu. Đéo nhỉ cái gì luôn. Khó có thế nhỉ. Sao đây? Ủa cái này cái gì ta? Cái gì? Cao vậy? Đồn thật. Chưa hiểu. Vẽ xấu này. Làm khó thế nhở. Thôi em vẽ theo người đi trước này. Ừ, tao vẽ theo người đi trước. Không biết cái gì luôn. Rán cần mỡ. Thế nhở. Bắp cần bơ này. Yêu không cần cớ này. Cần cậu cơ. Cần cậu cơ. Cái này là cái gì nhở? Cái gì? Anh hiểu luôn. Nó phong phú lắm. Chả bao giờ nghĩ ra cái này là cái gì. Bịp mạ mà 10 điểm copy paste. Đi khó thế nhở? Là sao ta? Có dễ mà rồi. Không hiểu. Thời gian đi đái này. Không hiểu cái này là gì luôn ạ. À. Ai này cái gì ta? Ây. Cái này là cái gì em chỉ vẽ theo đấy em thì toàn vẽ theo vẽ mà được. Ừ. Em cũng dễ theo nhá, em không sợ biết mày gì đâu, không giống nữa. Cái gì ta Blit không nhớ nữa, không biết nữa. Biết phải không, không hiểu luôn. Không nhớ nữa, không biết nữa. Không có biết nữa. Xong nhé. Sợ dễ xấu. Chết rồi. Người nhìn ra không trời.
Đéo hiểu sao vậy. Tựa đề khó thế nhờ. Không biết cái này cái gì luôn. Em đéo biết cái này là cái gì luôn. Khi tao vẽ hình của mày ra không ạ? Ok, chết rồi. Làm sao? Còn mẹ vãi cả luôn, nhạy cảm thế cơ. Thề cái hình đó vãi liền chú ạ. Mẹ thề cái hình đó, ông biết là cái này là cái gì rồi, nhưng mà tại sao lại vẽ nó to như thế này nhở? Ủa, em thấy quả trứng quay chip rồi này. Sợ thật đấy. Tưởng tượng đây là cái gì ta? Đây như em vẽ đầu tiên sao? Em nghĩ là thầy Odip ra chủ đề đấy. Là trùng từ hay sao nhỉ? Hơi dễ. Em đoán thế. Chết rồi, quên rồi. Quên rồi. Xong nhá. Vẽ vẽ đúng nhanh luôn. Xong anh ấy. Vẽ y hệt người trước luôn. Đúng vậy. Không khác tí gì. Ông tổ copy paste. Anh Phùng Thanh Độ, nghệ nhân copy paste đến từ Cao Bằng. Sao? Easy. Yes sir. Đây là cái gì đây? Không. À mà cay thế nhở? Khó quá. À. Ai ra chủ đề vẽ anh Tùng béo hay sao? À. Ôi mới 10 trên 15 mọi người, còn lâu. 5 hình nữa. Đó mẹ hôm nay oi thế nhở, mà bật điều hòa 28 độ rồi mà vẫn toát mồ hôi là thì đéo rồi nhở. Em vừa nghe từ oi thật anh như mưa ấy sao. Mưa mà. Vừa đi đá mưa như này. Mưa mưa này. Mưa thầy. Mưa mà. Mưa thầy. Ui, cái này phát. Dễ hiểu này, cái này dễ hiểu này. Cái này dễ hiểu này. Ủa? Cái đề bài này mình ấy ra mà sao lại mình vẽ lại cái này ta? Không có đề đề bài trùng của chú ạ. Vậy con bị trùng một phát. Chị ơi, đéo biết cái này cái gì. Chết mẹ ở nhầm nước à đây. Sorry mọi người nhé. Dạ đúng là đòi bài thôi đấy. Em trông cút luôn rồi. Phải đúng theo đề bài đấy. Mẹ vẽ đúng như hình luôn nhá. Nhận ra được cái này cái gì luôn á. Này là cái gì nhỉ? Chết tiệt thật. Ủa quá các ông ơi, đông người chơi thì nó có cái vui của đông người, nó cũng có cái chán của đông người. Tôi thấy đông người chơi anh em từ từ vẽ như này nó mới vui. Còn các ông đéo xem được thì thôi, cứ ngồi chê nhạt toẹt rồi các kiểu. Đau đầu lắm, không chịu đựng được. Ừ.
Gần xong rồi. Cần được xem thành quả rồi. Em chắc chắn là vẽ hơi xấu nhưng mà mọi người sẽ hiểu. Mày có bao giờ vẽ đẹp? Ok. Cái gì đấy? Mọi người sẽ hiểu đẹp. Cái gì đấy? Này là cái gì? Cái gì đây ta? Nó tự nhiên. Này là sao? Chứ bắt giới à? Thành khó thế nhờ. Cái đấy. Khó quá. Cái đẹp đó. Cái đẹp đó. Cái đẹp đó. Chịu ơi. Dễ y chang lại thôi. Phải là như vậy. Vậy y chang lại luôn này. Yếu hiểu thế. À dạ, đường hình của em xin lỗi nha. Em bé biết dễ hình này như thế nào. Khó phải liền. Em có bế tắc luôn. Ào, thế còn 3 lượt nữa hả? 3 lượt cái hình này nó sẽ biến hóa như thế nào đi nhỉ? Ồ, 15 lượt cho cái hình chứ phải đi tới đâu luôn ấy. 14 thôi, mà cuối lần đoán. Không biết hình này hình gì luôn á. Ui, phải đẹp phết. Chăn rau hay sao? Em biết hình đấy anh cô ạ. Hiểu không? Thề khó vãi lìn. Ai vãi lìn thề. Nó không biết mọi người đang dễ gì nhờ, tò mò thế. Đúng, bình tĩnh đã. Tô màu, tôi dễ hiểu. Tèo, 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 tèo. Quá đẹp. Nghĩ là mình sẽ đúng rồi đây. Được không? Đi thôi. Sao? Không. Ok. Dễ hiểu đấy. Quả cái này dễ thế nhở? Cái này tuy là xấu nhưng mà thì mẹ rất dễ hiểu. Cái gì đây ta? Thế nhở? Thế để xong con đít ạ. À? Sao lại thế này á? Vô lý. Ông này bơm gì đây? Ngực nó có gì không nhở? Ok rồi đấy. Đúng này không ta? Ok. Em vẽ y hệt nha thì. Em vẽ y hệt luôn á. Uầy, phát sau được điền rồi đấy, sắp hết rồi đấy. Hai lượt nữa, xong nhá. Ây. Rồi.
Đi bản gốc này. Thì thoảng gặp thằng vẽ có tâm đi vào thấy yêu đời vậy này. Hiểu này là gì? Chưa hiểu này là cái gì á, theo clip rồi, clip. Theo clip rồi. Hiểu luôn. Hiểu luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Trời ơi. Gì đây? Hiểu cái này gì luôn à. Hiểu. Dã man. Đình. Nó là cái gì nhở? Khó thế. Này thích hắn thằng bố vẽ rồi thề. Nó là cái gì ta? Thế tại vậy? Cái gì? Cái này kiểu gì ạ cơ? Gặp người vẽ có tâm mà mình vẽ xấu của người ta quá. Cái gì thế? Cái gì ta? Thôi kệ, vẽ theo, chả hiểu nữa là cái gì anh ạ. Này là như thế nào nhỉ? Nào copy bát cho xịt nhanh không ta? Thôi, chờ cứu Google thôi. Xong rồi. Ui, một lượt nữa mà mình được xem rồi mọi người ạ. Tò mò ghê. Đây là như là đoán hay sao này? Ok. Sợ đi tới đâu luôn. Đặc cấp. Hình như là cái này cái cuối không nhỉ? Xong rồi đoán. Tới cái cuối á. Đoán luôn hay là vẽ tiếp ta? Đoán. Anh được là mình lại có hay sao? Khó quá. Anh chưa xong nhờ. Lâu thế. Dễ. Sao em chưa tới cái hình nào 77 nhỉ? Ôi trời ơi. Con gì đây? Kéo lên nhở? Ô kìa. À, cái này tôi biết rồi. Xong nhé. Ủa, cái gì đây? Em biết cái này, cái này dễ. Dễ. Cái này dễ này, xong này. Đó, biết có dấu đàng hoàng luôn này. Nhập mô tả cơ bản về cảnh này. Ôi trời ơi, bây giờ phải điền. Đoàn đi. Bây giờ phải điền ra tiếng Việt à? Một lần thôi anh ạ. Một lần thôi anh ạ, một lần, đúng một lần. Không giấu được anh. Không giấu được anh. À cái này à, mới tương vẽ chứ. Đúng là được. Nhanh mọi người ơi. Tờ hết giờ. Kìa, hai người chưa đoán kìa. Đây. Trời ơi, một người chống không rồi. Có phải bấm xong hả anh? Có chứ. Có chứ. Không, nhưng mà nó vẫn lưu, nó vẫn lưu. Lưu mà. Ok chưa? Chạy nhá. Let's go. Bắt đầu. Sẵn sàng rồi. Người rơi. Có người bạn rơi. Có người rơi. Ui. Đẹp quá nhờ. Vai lấy đường rơi. Mẹ bắt chắc chú không được ạ. À. Khó vai sược ạ. Ừ. Người rơi. Có người rơi mắt lé thế nhờ. Chi đây ngồi đây. Ôi. Mẹ vẫn dễ hiểu mà. Người rơi mà. Dễ hiểu. Ui. Trời ơi, bị cháy à? Bị hỏa thiêu à? Đem mà nạ anh ơi. Rồi hơi béo. Không có ghi được ạ. Ôi, đem. Đúng mà hiểu ấy. Đây. Em phải theo một. Trời ơi. Trộm rồi. Lộn lộn rồi. Ôi đi. Trời ơi. Mà. Đẹp hết anh ơi. Trời ơi.
xa mẹ luôn ạ. Đi nhà bố mẹ đi. Đi nhà bố mẹ. Bố mẹ sấy mẹ. Con cả nhà thế cứu mẹ luôn. Ô tí thôi cứu mẹ. Phải cả đá đấy. Tại bố mẹ chồng lại là để ra chồng bắt mang. Biết tại sao chồng. Máy cạo sâu. Máy cạo dâu. Ờ, máy cạo dâu. Máy cạo dâu à? Xong rồi. Máy cạo dâu à? Cánh giống rồi. Hai gà đi xa rồi. Đây là dao mà. Đây là dao cạo dâu rồi. Tao tưởng hai cái là một thì mẹ tí nữa mọi người sẽ bị bất ngờ cái cuối cùng đó. Mẹ. Đây cũng phải phút rồi. Tao mẹ ra rồi. Ê cay thế nhờ. Sai cái phản đấu này rồi. Ôi trời ơi. Không hiểu cái này như thế. Như thế. Sai từ thằng béo là nhờ. Sai từ thằng ơi. Từ anh như sao anh đùa. Sai từ tao ơi. Mày á. Từ mày á. Mà Yên bây giờ nhìn ra. Thằng Phát nó mà vẽ chữ gì lét vào thì anh em đã biết rồi. Thằng là thằng bôi. Thằng Tài ghê thằng Tài. Ông em vẽ theo bình oxy dưỡng khí. Ôi trời ơi. Ai sẽ tạo thêm bây giờ. Em đều biết. Em biết là không biết cái này mà. Ai sẽ tạo nhờ. Ôi trời ơi. Mày ăn ông khoa học về, đi ông khoa học về. Mẹ mẹ đúng cái con quả mà con rồi nhớ. Mẹ cay quá rồi. Xịt nhất thế. Thầy giống thầy bơm vậy. Thầy máy bơm mồi đi cho mẹ. Tao mẹ yên là khôi luôn nhá. Đúng đúng đúng. Em mẹ yên, em mẹ hành động nhá. Em mẹ yên thằng Phát luôn thề. Biết giống vậy luôn. Em mẹ yên thằng Phát luôn. Giống mà đéo chỗ nào dần rồi đấy, trong các cháu tệ nạn dần. Mấy em có bóng bay mà. Đấy. Ôi cháu ngất mẹ luôn rồi. Bóng bay. Bóng bay không mà. Bay đầu bóng bay. Bay bay đâu nhỉ. Ok ok. Thầy vẽ thằng kia bị văng rồi thầy. Ồ thằng kia văng đấy. Bóng ma đấy anh ạ, văng em. Mày em văng. Con gà. Này tức là mình chưa tuần. Con gà. Sao con gà rồi. Trời ơi. Con gà con gà sắp tập ai biết con gà đẹp mãi trưởng như đây. Vãi cả bỉu. Con gà vãi bỉu đấy. Trời ơi, vẽ cái đuôi con công công vậy. Vãi lì. Ê, thằng bông mai lì. Ủa, đôi gà cũng nhiều màu mà. Ê, chịu. Ôi, nhiệt tàn. Ôi, em cứ tưởng tượng cái đuôi nhiều màu. Con bông mai lì. Tao vẽ theo từng nhạc này. Em vẽ theo hết mà. Em vẽ theo. Tao vẽ theo khôi này. Thế em vẽ theo anh Độ à? Em vẽ theo anh Độ sao ấy? Ai cho là khuôn đứt lâu rồi. Khuôn đứt lâu rồi. Em cũng vẽ kiểu kiểu cánh to. Cái thằng bông mai nghe. Cái thằng bông mai. À, vẽ thằng gì cây ạ? Đúng là vừa vẽ con gà. Vẽ con gà đây. Vẽ con gà. Mũi hơi dài tí. Ô, màu đâu. Thêm vịt. Gà thêm vịt à? Nó màu luôn mà. Em vẽ con gà đấy. Con gà. Quẩy đừng 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 đừng. Dễ hiểu là em vẽ đúng được luôn, dễ hiểu luôn.
Em cũng vậy đúng rồi. Cắt xăng thế. Cái gì đó? Tôi mới con xịp đấy. Buồn nhảm ha nè. Ai cũng chỉ con diều vậy. Bô nó cho ra biển luôn rồi. Có cả điểm gì nữa. Vẽ bán lâu thật. Đi về bụng tao vẽ nhiều à. Nó là gì cây ạ? Cái này là gì cây? Còn phải người yêu mới được. Sao tự thành mẹ chủ đề yêu đương? Ừ, đéo xong người yêu ạ. Ừ. Anh mẹ gửi thư à? Ừ, xong rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mày loài cả chim nữa kìa. Úi dồi. 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 Úi nhạc vẽ đẹp thế. Ừ, nhạc vẽ đẹp hết nhờ. Úi dồi. Dễ y chang anh chip mà. Có tâm nhá. Gì đây? Bùng văn hòa. Thả diều. Thả diều à? Thả diều à? Đấy, mọi người cứ cho thằng người vào là bị thành mẹ thì sai rồi. Đồ vật mà phát. Bạn phải đoán đồ vật. Diều mà. Mày đoán là hành động. Đồ vật. Cái cắt móc tay. Ui xôi, cái kìa. Cái đó à? Cái đó là cái đó. Cái đó là cái đó. Cái đó là cái này. Cái đó là cái này. Cái đó là cái này. Cái gì ấy? Em thấy tí em cao ngao này. Em biết nhầm anh chứ. Thấy tí em cao ngao mà xem. Cái cắt bóng thành cao ngao luôn nhờ. Họ đang cùng vẽ hình này à. Má cả cướp thật. Em tưởng cao ngao ấy ạ. Em biểu. Không bị phát thế. Đấy. Để mà không thôi. Thật sự. Em tưởng cao ngao. Cao bỏ ngao luôn. Tôi nghĩ là cái bỏ tay như thế nào là khó bá liền nhỏ. Em nghĩ được một bó. Mẹ ạ. Đây em vẽ ra tập Huy Huế đấy. Ai cũng đến chắc đó rồi mà. Cắt bóng tay này cắt cỏ. Ôi, mày là cái máy vậy thôi. Mày vẽ quái vật hả? Mày cắt lại. Mày cắt cỏ. Mày cắt cỏ. Mày cắt cỏ. Em đã quyết định. Máy cắt cỏ. Đấy. Sai từ thằng đầu tiên mày rồi. Mẹ bù mấy. Khó hát à, tề cũng biết ghé hay sao ấy. Em tùng béo ấy. Em viết nhầm. Cắt bóng tay ạ. Người nghiện. Anh cái xí lanh rồi. Mày tụi bé còn xí lanh thật mới nhìn ạ. Ông mới thật này. Như thế. Ôi, hôm qua anh có kinh nghiệm dùng xí lanh này. Vẽ đẹp. Ôi. Ôi. Vuông vắn ấy. Mày móc thế. Huy Huế này hay dùng này. Nhưng mà trốn. Cái gì thế. Em bố bèo phải chát không nhiều. Để bài là người nhạc nhá. Cẩn thận bài luôn. Rồi em vẽ theo anh Moi. Đi bài. Ôi. Đây đây phải vẽ cả lộn. Kim Kim. Kim Kim còng vai biểu. Kéo ơi quằn vẽ lộn rồi thôi. Chai nước. Bị dùng nhiều lần anh ấy. Có chai nước. Ủa cái chai nước à? Có. Ôi. Không khát. Ôi. Ai cũng dễ là vì hết. Trời ơi. Ui giống cái này. Giống cái này. Em vẽ như cái lu ấy. Nà Vi. Nà Vi cái đéo đây. Nà Vi cái đéo. Nà Vi à. Ui. Nà Vi luôn mà. Ôi trời ơi. Em dễ hơn bảy. Mình 5 lít thôi. Mình 5 lít thôi. Không còn sát đâu chứ. Cái này là cái gì. Thế chắc là đến xuống từ đây à. Tầng mô rồi bé. Giống vãi tuệ. Đúng là được rồi. Có tóc thì nó chỉ được mà. Nó chưa làm nghề là được. Chắc bơm mà. Chắc bẹt nhau vậy. Là. Mất lúc mọi người rồi. Không sao mọi người vẫn hiểu em được. Em mẹ với mình nước luôn ạ. Lên mình 20 lít.
Nhìn chảy nước. Mày mày đồ tài tài gánh. Tài gánh tài gánh. Xem của mình 20 cân kìa thôi. Khẩu súng lục. Khẩu súng lục. Lại cái ai hết rồi ạ. Không hết kem phải lộn. Em xin lỗi mọi người nhá. Em tưởng chủ đề là súng. Để cho mọi ui buồn thành đẹp thế à? Thế này lên tình nhở? Mai dễ đẹp lắm, cấp bê không kịp. Ui súng đi. Ui được này, được này. Đẹp. Con cá ngựa này, nhìn các bạn. Ui anh hiểu súng điệu đấy, màu. Thì làm sao nó mà Batman. Bị trùng rồi, bị trùng rồi. Batman người rơi. Đi một. Để mình vẽ hai lần đó. Trùng. Em có bị vẽ hai lần đâu. Em không bị vẽ. Tao vẽ hai lần. Có bị vẽ hai lần mà. Batman mặt vuông chữ điền rồi. Bảy ơi, xin mày đấy. Có cái gì mà đây là Dogman à? Không phải Batman đâu, trời. Giờ nó có vẻ lắm là công dòng. Batman chơi đồ. Ôi con mèo à. Em chưa phải xong của mình rồi. À đây là gì, hóa ra hình của bạn à? Mẹ thích cả tôi mẹ giống hệt thằng bên trên mà. Ôi trời ơi, đúng rồi. Đỉnh cao. Nhìn nó không biết nó là cái gì luôn ý. Thề từ vừa Batman để tìm luôn. Thằng là chú vẽ trên cái mặt Batman còn vẽ được chú lẽ đi. Có cái logo Batman thì vẽ ai chẳng biết. Ba cái núi Batman thầy Oni. Một mèo. Đóng. Mẹ ngao à. Nhưng mà chỉ ngao sao ngao ấy. Ờ đúng rồi đấy. Mệt quá. Lồng lách. Lồng lách luôn ạ. Ủa thiếu chữ ngao rồi. Ngào luôn này. Ngào. Đấy, mẹ đây là hóa ra là hình của thằng Phát à? Mẹ đây vẽ theo hình của bạn à? Tôi vẽ giống ông, vẽ giống vãi lìn luôn thế. Thôi vẽ theo giống bạn vãi lộn luôn này. Ôi. Xong em rồi. Ôi. Mọi người dễ không phải tối có xe mà đổi nhau rồi. Nhạy cảm đó nhờ. Em vẽ giống hệt luôn thế này. Đúng hiểu. Em tưởng một sao biển. Ôi sao. Ôi mẹ đấy. Em vẽ hết luôn này. Thu quá lìn thế. Chịu quá. Ủa em tưởng sao biển hết rồi. Nghe đèn ông sao. Đèn ông sao. Thầy ông nếp thành đèn ông sao rồi. Ôi hai người vậy. Dùng thầy hố xí. Hố xí này ta. Em Nhinh à?
Vâng, thế em đúng là gì? Đúng nhìn vẫn giống vậy. Trời ơi, cái gì tông kéo gì? Ôi trời ơi, đúng thằng bao à. Thằng cái đèn báo động không ạ? Trời ơi, tớ lắc cờ. Em biết báo động luôn. Em biết đúng hết luôn mà. Em biết rồi. Ông à. Tớ là đèn báo đầu mà. Tớ trả đi rồi. Ôi trời ơi, kéo gì đây? Cái gì đoán không mắt? Thế sao mà cái gì đấy? Con trai 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 con Nhật Bản. Thầy ONIP. Làm thầy ONIP. Thầy ONIP à? Cho thầy vẽ thầy đẹp. Thầy vẽ thầy đéo giống gì cả. Thầy giống Haki à? Ồ, giống cú rồi. Ờ mà tướng này dễ nhím đéo. Thằng tại thằng Phát này chấm mẹ chấm đốt ruồi vào này. Ủa, tôi bị nhím mà. Thầy ONIP nào có đúc đùi. Cú te, cú te. Em cảm điều hòa giống cú. Ủa, có tưởng dễ nhím à? Giống khùi đấy. Ủa, wow. Anh là Razer à? Mình sẽ nhảy lưỡi nhá. Không nghe có cái gì rồi cả. Lâu là ai nhở? Lại chấm nốt ruồi. Cái tay Razer kìa. Thành bác sĩ rồi hay sao em thấy? Thì phải lúc ta đang vẽ này có ông comment yêu dâu xanh ạ, à, nhìn buồn cười. Đầu như quả sồi. Ui, ui giống thế. Giống mà đó. Đó. Thì giống mà, để mà đoán được. Công nghệ nhà limited. Thầy ơi, ui, 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 ui. Có cái này. Cái này dễ. Cái này dễ. Vãi lồm công nghiệp thế. Ok, vẽ đẹp dễ làm gì nữa. Ui dồi ôi, thầy cũng không vẽ được. Vẽ được. Thầy bảy vẽ tay cầm Xbox à? Em vẽ BS5 này. Thì tôi biết đâu. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Công nghiệp. Công nghiệp. Công nghiệp. Công nghiệp. Công nghiệp. Tay ơi. Bạn la bàn à? Em vẽ có tâm mày, ấy. Đi vẽ giống hai con thu với. Sao dễ mà cứ hai cái mặt cũng đều thôi. Ok, hắn hết cả giọng. Cười nhiều quá. Đúng tay cầm của người nghiện. Ôi giời, cái gì đấy? Nút trèo của mẹ ra ngoài. Ôi. Cái đồ kỳ giả mà. Akaki đâu bị đấm hơi nhiều. Đẹp quá chứ. Tiếp tay nhiều. Tay cam game. Tay cam game. Đúng, 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 đúng. Không có à? Ủa khó thế à? Thôi xong rồi. Ủa ai tô màu một nâu vậy? Ồ ai tô xanh lá vậy? Em phải chuẩn rồi. Mẹ có người tô xanh lá nữa. Ừ đẹp này. Mẹ anh vẽ lá gì ấy nhờ? Sẽ hiểu đây. À bé lá. Trời ơi. 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 Không bay lại đâu. Không bay lại đâu. Không bay lại đâu. Không bay lại đâu. Em dưới cây này em vẽ yên luôn. Không hiểu cái gì. Em vẽ giống em này. Em vẽ giống của anh tê. 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 Ôi dồi ôi. Thành mẹ em linh cẩu à. Ôi dồi. Sao lại không lại ra màu xanh lá. Sao lại ra xanh lá. Sao lại ra màu xanh được. Hay rồi. Em vẽ giống hệt luôn bạch này. Ma mi si cơ. Ma mi si. Con ma. Chịu chịu chịu. Đi bãi cho con gái nhà tao chịu. Hết mẹ rồi. Ôi tao tao được đứng đâu này. Đứng đâu này. Tổng điểm em 6 điểm. 6 điểm. Em 5 điểm. 1, 2, 3, 2 điểm ạ. Sao có thằng Ben 6 điểm này.
Em chơi nữa. Ủa thì làm vòng nữa à? Vâng, là vòng đấy này. Nó sáng ngoài hàm rồi. Tôi mệt quá. Mai vẽ đi Ben. Này ngồi tôi mệt quá. Giờ vẽ nữa một tiếng nữa đấy Ben. Ngay chẳng hề rồi, mai vẽ tiếp các bạn nhé. Một ngày chơi một vòng là hợp lý rồi.